Thành phố Vũng Tàu từ lâu đã trở thành trung tâm du lịch biển nổi tiếng của cả nước với bãi biển tuyệt đẹp, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các điểm tham quan giải trí hấp dẫn đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Vũng Tàu. Năm 2019 mở ra rất nhiều kỳ vọng về sự tăng trưởng vượt bậc của ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Theo báo cáo của Sở Du lịch, tính đến hết tháng 9 năm 2019, tổng lượng khách du lịch đến Vũng Tàu đạt gần 13 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch 9 tháng qua đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Cú hích cho thị trường du lịch Vũng Tàu còn đến từ lợi thế hạ tầng với dự án cao tốc Long Thành Dầu Dây giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu, dự án sân bay quốc tế Long Thành, dự án nâng cấp quốc lộ 51, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, cảng quốc tế Cái Mép, tất cả tạo thành một mạng lưới giao thông đồng bộ mà ở đó thành phố biển Vũng Tàu được hưởng lợi thế trực tiếp khi có thể đón nhận hàng triệu du khách trong nước và quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng hàng năm, mở ra giai đoạn bùng nổ mới cho thị trường du lịch Vũng Tàu và góp phần đưa thành phố Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch của quốc gia và khu vực. Trong quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vũng Tàu sẽ được mở rộng và nâng cấp toàn diện để trở thành đô thị thông minh. Thành phố Vũng Tàu sẽ trở thành trung tâm kinh tế du lịch biển hàng đầu và là đầu mối giao lưu quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, chính quyền Vũng Tàu cũng đã lên kế hoạch triển khai hàng loạt công trình hạ tầng quan trọng, trong đó cung đường từ Chí Linh đến Bãi Sao được quy hoạch thành khu trọng điểm về du lịch tầm cỡ với các dịch vụ lưu trú cao cấp và kỳ vọng trở thành điểm nhấn là lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến với Vũng Tàu. Tương tự như trục đường Trần Phú ở Nha Trang hay đường Võ Nguyên Giáp của Đà Nẵng hiện nay. Với cơ sở hạ tầng phát triển nhanh chóng, du lịch tăng trưởng mạnh, những năm gần đây, làn sóng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng cũng góp phần giúp thành phố Vũng Tàu thay da đổi thịt từng ngày. Theo các chuyên gia địa ốc, Vũng Tàu sở hữu nhiều tiềm năng phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vượt trội, nhưng thực tế, hiện tại nguồn cung cơ sở lưu trú cao cấp còn rất hạn chế và khan hiếm. Với lượng khách du lịch mỗi năm lên đến hàng chục triệu lượt cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nghỉ dưỡng giải trí, rõ ràng Vũng Tàu sẽ cần bổ sung một lượng lớn các dự án du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp cùng các thương hiệu quản lý vận hành quốc tế. Nắm bắt xu hướng này, nhiều thương hiệu bất động sản lớn đã đầu tư vào thị trường Vũng Tàu. Trong đó nổi bật là sự tiên phong của công ty cổ phần bất động sản Danh Khôi, nhà phát triển dự án bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, đã chính thức ra mắt dự án khu du lịch biển Aria Vũng Tàu Hotel and Resort, hứa hẹn trở thành tâm điểm của thị trường và là biểu tượng mới nâng tầm du lịch biển Vũng Tàu trong thời gian tới. Nằm ở vị trí độc tôn với tầm nhìn ôm tròn bãi biển Chí Linh tuyệt đẹp và thơ mộng, Aria Vũng Tàu Hotel and Resort với diện tích 7,6 hectare bao gồm căn hộ nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao và biệt thự cao cấp được thiết kế sang trọng với không gian mở rộng thoáng, xanh mát, yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Tọa lạc trên cung đường D5 với vị trí đắc địa là cửa ngõ của thành phố Vũng Tàu, kết nối cùng các tuyến đường trung tâm như đường 3 tháng 2 và quốc lộ 51. Từ Aria Vũng Tàu, bạn dễ dàng di chuyển thuận lợi và nhanh chóng đến trung tâm thành phố Vũng Tàu. Chỉ 5 phút để đến siêu thị Lotte Mart, 10 phút để đến Bãi Sao và 15 phút để đến điểm du lịch Tượng Chúa Kitô Vua. Nổi bật giữa dự án là khu biệt thự view biển được thiết kế sang trọng, điểm xuyến bằng các chi tiết và màu sắc trang trí mang đậm nét kiến trúc hiện đại của thiên đường miền nhiệt đới, tạo nên sự độc đáo cho mỗi căn biệt thự và vị thế thượng lưu của gia chủ tại Aria Vũng Tàu. Điểm khác biệt tạo dấu ấn riêng của dự án Aria Vũng Tàu là cây cầu tình yêu bắc ra biển dài 100m, hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng mới của du lịch Vũng Tàu. Với mật độ xây dựng thấp cùng 80% là hệ thống mảng xanh, Aria Vũng Tàu mang đến cuộc sống trong lành để bạn được hòa mình cùng thiên nhiên và mỗi ngày tại Aria Vũng Tàu là những ngày tràn đầy nhựa sống. Bên cạnh đó, được quy hoạch là khu second home độc đáo, Aria Vũng Tàu đáp ứng đầy đủ tiện ích nội khu mang chuẩn resort cao cấp với bãi biển riêng. 100% căn hộ đều có view biển, công viên 4 mùa, hồ bơi dolphin tràn bờ, khu vực quầy bar ngoài trời đẳng cấp, spa, khu vui chơi trẻ em, quảng trường biển, kết nối tiện ích ngoại khu hoàn hảo từ siêu thị, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, sân golf, trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế sẽ mang đến một cuộc sống tiện nghi với những trải nghiệm đầy thú vị và tuyệt vời. Thành phố Vũng Tàu hiện đại và tràn đầy sức sống mới với những không gian sống chuẩn mực đang vươn mình để trở thành điểm đến hàng đầu Việt Nam. Và nơi đó, khu du lịch nghỉ dưỡng với thương hiệu Aria Vũng Tàu góp phần tạo nên diện mạo mới cho phố biển xinh đẹp,
xứng đáng trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng triệu tín đồ du lịch từ khắp mọi nơi và mở ra cơ hội sinh lời vượt trội cho những nhà đầu tư nhanh nhạy đón đầu xu hướng. Aria Vũng Tàu, resort giữa phố biển.